là đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 2012. Xin mời các bạn xem ánh hải của chúng ta. Hôm nay ở đây tôi tuyên bố tuyết sư đã vào trang yếu. Mặc dù phải hít oxy nhưng mà thưa đoàn Fansipan, tôi đã lên đến đỉnh 4.600m.